cô đừng có mơ mộng ảo quyền là cô sẽ là con dâu trong gia đình của tôi. Anh Trường có nói với con á là sẽ đem đây ở với con luôn đó, cho nên chú đừng có hy vọng con trở thành con dâu của chú nha. Mà con sợ là chú mất luôn con trai đó. Con định đi gặp con đó nữa phải không? Sao rồi, cái chuyện đàm phán đất đai nó còn tính tới đâu rồi? Nếu cần dùng biện pháp mạnh thì con cứ nói đi, công ty sẽ hỗ trợ cho con, cả công ty đang chờ con đó. Nhớ, nhất là cái nhà trồng rau xanh chống đối lại mình đó. Tại sao lại lừa tôi? Tại sao lại nói dối tôi như vậy hả? Mày kết hợp với thằng Hợi Hê, Hợi Hiếu, hai thằng mày kết hợp nhau vô nhà này để lừa tất cả nhà này bán đất cho mày đúng không? Cái gì? Có ông Hiếu trong này nữa hả? Có chứ sao không có. À, thì ra mục đích của mày tới đây là để theo mày mua bán đất phải không? Còn mày nữa, yêu đương để làm cái gì? Đàn ông toàn là xấu xa. Chỗ này của con nó đau, má cho con cống hết một ngày hôm nay tôi nhờ. Mày nói đó nha, mày nói mày khóc một ngày hôm nay nghe, rồi ngày mai là con dịu mạnh mẽ của má đâu.